Chỉ Đề Cương, Pháp Sư Thích Từ Thông. Cuốn băng thứ năm. Phật bảo Văn Thù so sánh chọn căn ưu việt nhất. Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, ngũ thể đồng phóng ra ánh sáng báo soi sáng trên đảnh của thập phương Như Lai, các pháp vương tử, các Bồ Tát như số vi trần. Chư Như Lai trong mười phương cũng phóng ánh sáng như vậy soi đến đảnh Phật Thích Ca và các Bồ Tát, các chúng thanh văn trong đại hội. Rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp, ánh sáng của chư Phật giao xen như lưới tơ báo. Tất cả đại chúng được cái chưa từng có, trời mưa hoa trắng xen lộn lẫn nhau. Thập phương hư không thành màu thất bảo, cõi ta bà bỗng nhiên không, hiện chỉ còn thấy vi trần quốc độ trong mười phương hợp thành một cõi, tiếng ca ngâm thanh thoát tự nhiên dịu dạt nổi lên. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù, ông hãy xét nghiệm thành quả tu chứng viên thông của 25 vị Bồ Tát và thanh văn vừa đã trình bày. Vẫn biết rằng lục căn, lục trần, lục thức, thất đại đều là những dữ kiện tu chứng viên thông. Nhưng nay Như Lai muốn cho ông A Nan nghe và nhận xét để tự chọn một pháp môn tu thích hợp. Như Lai cũng cần một pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sanh mạt thế cõi ta bà, những người đại thừa cầu vô thượng đạo, một phương pháp tu hành hiệu quả tốt, chống thành công phổ biến mọi căn cơ sao Như Lai diệt độ. Bồ Tát Văn Thù, vân từ chỉ của Phật, cung kính chắp tay nói bài kệ kính dâng lên Phật. Biển giác tánh lặng trong, vốn nhiệm màu trong sáng, tánh bản minh chiếu ra như sở, chấp tướng sở, mất tánh bản minh, do phân biệt vọng thấy hư không, tựa hư không hình thành thế giới, chủng tử vô tri thành cõi nước, sắc tâm minh liễu tức nhân sinh, hư không sanh trong đại giác, như bong bóng nổi giữa đại dương, cõi nước hữu lậu như vi trần, sanh khởi trong bầu hư không ấy, hư không chứa ví tày nước bể, thì xá chi ba cõi vốn bột bèo, về nguồn không hai đích, phương tiện có nhiều đường, quả chứng chẳng ngại nhau, thuận nghịch là phương tiện, sơ tâm vào tam muội, mau chậm chẳng đồng nhau. Trực chỉ. Phật Thích Ca ở cõi ta bà cùng chư Phật mười phương đồng phóng ra ánh sáng báo. Hiện tượng này nhằm nói lên chân lý Phật và chư Phật đã biểu đồng tình. Chân lý mà Phật Thích Ca nói cũng tức là chân lý của mười phương chư Phật nhất trí với nhau rồi. Nói Phật phóng ra ánh sáng thất bảo có nghĩa rằng trí tuệ giác của Phật là trí tuệ tuyệt trần vô thượng, chẳng còn thứ trí tuệ nào hơn. Tuy nhiên Bồ Tát Thanh Văn La Hán và tất cả chúng sanh hằng tắm mình trong ánh sáng trí tuệ ấy. Trí tuệ của chúng sanh chưa chiếu sáng, ví như bóng đèn khói đóng quá nhiều. Ngày nào lau sạch khói đen, thì cùng những ánh đèn rực rỡ, xen lộn lẫn nhau lung linh màu sắc. Vô thường khổ, vô ngã và bất tịnh, chúng sanh bị dày vò đau khổ ở trên mặt đất này. Thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn Phật có, cũng ở trên mặt đất này. Với tâm hồn thanh tịnh thể nhập bản giác tịnh minh, thì nhìn đâu cũng là hoa, nghe đâu cũng là nhạc. Phật thì biết quá rõ căn nào ưu việt đối với chúng sanh cõi ta bà rồi. Nhưng Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh, để rồi lựa, cốt cho hợp tinh thần dân chủ và khách quan. Đức Phật hy sinh một cuộc đời vương giả, đấu tranh giai cấp để xóa bỏ áp bức bất công cho xã hội, mà còn độc tài phi dân chủ, thì phí đi cái lý tưởng vị nhân sinh cao đẹp thuở ban đầu. Qua lời kệ mở đầu của Bồ Tát Văn Thù, ta có thể nhận thấy tất cả chúng sanh vốn có tánh giác minh trong sáng nhiệm màu. Trong tánh giác minh không có tướng sở, tướng năng, không có ai là chủ thể, gì là đối tượng.
hữu tình vô tình cùng một bản thể chân như nhiệm màu trong sáng ấy. Hư không sanh trong giác tánh như chiếc bong bóng nối giữa đại dương. Hư không chỉ là một hiện tượng đối đãi không có sanh diệt. Tứ sở hiển thị cố, tam hữu sanh trong hư không càng nói rõ cái vai trò ảo hóa. Thành đô Niết Bàn là đích đến phương tiện di chuyển có chậm mau, máy bay, tàu thủy, ô tô hay đi bộ còn tùy người sử dụng. So sánh sự u khuyết của sáu trần, năm căn, sáu thức và bảy đại. Thứ nhất, nhược điểm của sáu trần. Sắc bị vọng tưởng tác động vào thanh trần, làm mất đi cái hồn nhiên như thị khách quan của sự vật, khó mà tu chứng viên thông. Thanh âm kết hợp bởi ngữ ngôn, biểu hiện cụ thể của âm thanh là danh ngôn và cú nghĩa. Tác dụng của âm thanh còn phiến diện, khó mà tu chứng viên thông. Hương có hợp mới thành tác dụng. Nếu để ly ra, dù hương có cũng như không, hương trần không tương tục hiện hữu, khó mà tu chứng viên thông. Vị không phải đương nhiên tự có, cần phải nếm mới biết có vị. Đối với vị giác cũng không liên tục, nên khó mà tu chứng viên thông. Xúc có vật chạm mới biết, nếu không cái biết xúc không thành. Xúc trong lúc hợp, chẳng xúc được lúc ly, khó mà tu chứng viên thông. Pháp còn gọi là nội trần. Trần là đối tượng sở tri, năng sở, không là một, khó mà tu chứng viên thông. Thứ hai, nhược điểm của năm căn. Tánh thấy vốn rộng rang, bao quát, nhưng chỉ thấy được phía trước, chẳng thấy được phía sau. Bốn hướng tám phương mất đi một nửa, khó mà tu chứng viên thông. Mũi thở ra thở vào, chặn giữa không có thở, không dung thông, còn cách trở, khó mà tu chứng viên thông. Lưỡi không vị, tánh nếm không thành, vị không phải lúc nào cũng sẵn có, nên khó mà tu chứng viên thông. Thân biết xúc, nhưng phải có đối tượng, năng sở xúc không thường liên tục, thì khó mà tu chứng viên thông. Ý căn thường xen với vọng tưởng, loạn tưởng dừng thì chẳng thấy biết gì. Tưởng niệm không dễ gì dứt bỏ, thì khó mà tu chứng viên thông. Thứ ba, nhược điểm của sáu thức. Cái thấy của mắt phải có căn trần, cản xét tổng cùng nó không tự thể. Không tự thể thì không có gì nhất định, nên khó mà tu chứng viên thông. Sử dụng cái nghe, nghe suốt mười phương, hàng sơ tâm không dễ dàng thực hiện, nên khó mà tu chứng viên thông. Quán điểm trắng ở tỷ căn, đó chỉ là quyền phương tiện nhằm thu nhiếp để trụ tâm. Trụ mà trở thành sở trụ thì khó mà tu chứng viên thông. Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự chỉ khai ngộ cho những ai Phật chủng đã trồng sâu. Danh cú văn tự không phải là vô lậu thì khó mà tu chứng viên thông. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, ngoài cái thân lấy gì câu thúc? Giới và thân vốn không cùng khách thì khó mà tu chứng viên thông. Thần thông do tập nhân từ trước, không dính dáng với ý thức phân biệt pháp trần, niệm lự không rời sự vật thì khó mà tu chứng viên thông. Thứ tư, nhược điểm của bảy đại. Đất, tánh của nó là ngăn ngại, nếu quán cái tánh của địa đại thì không thể thông suốt. Vả lại pháp hữu vi không là giác tánh thì khó mà tu chứng viên thông. Nước do quán mới thấy có, nếu quán thủy đại, cần vận dụng nhiều quán trí. Đã là quán trí thì không phải chơn, chưa đạt đến như như phi giác quán, thì khó mà tu chứng viên thông. Lửa đem so sánh với nỗi khổ của dâm tâm, nếu quán hỏa đại để trừ lửa dâm ở nội tâm, đó chỉ là người chán cái khổ hoành hành, chưa phải là viễn ly chơn thật. Đó là phương tiện, không phải phát xuất bởi tâm ban đầu, cho nên khó mà tu chứng viên thông.
gió lúc động lúc yên, nếu quán cái tánh của phong đại, thì đó chỉ là pháp đối đãi. Còn đối đãi thì không là tánh giác minh vô thượng, khó mà tu chứng viên thông. Không thì rộng suốt chẳng có gì, nếu quán cái tánh của không đại, thì đồng như vô tri vô giác. Vô tri vô giác trái với bồ đề, thì khó mà tu chứng viên thông. Thức thì sanh diệt không thường, nếu quán cái tánh của thức đại, chỉ là quán sự phân biệt diệt sanh hư vọng, khó mà tu chứng viên thông. Kiến là tánh thấy, kiến đại biểu hiện qua tưởng niệm, tất cả các hành đều vô thường, tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt, đem nhân sanh diệt, cầu được quả chân thường bất diệt, khó mà tu chứng viên thông. Thứ năm, sự ưu việt của nhĩ căn. Tối nay kính bạch Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà, trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Đề, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Lìa khổ được giải thoát, hay thay Quán Thế Âm, yếp số như các sông Hằng, vào cõi nước vi trần Phật độ. Sức tự tại không thể nghĩ lường, vô úy bình đẳng thí chúng sanh. Quán Thế Âm là Diệu Âm, Quán Thế Âm tức Phạm Âm, Quán Thế Âm hải triều âm đó, cứu thế vững an khang, xuất thế hằng thường trú. Tôi kính bạch Như Lai, như lời Quán Âm nói, ví như ngồi chỗ tỉnh, mười phương cùng đánh trống, mười hướng thải đồng nghe. Đấy là viên chơn thật, cách vách nghe âm hưởng, xa gần có thể nghe, năm căn không sánh được, thông chơn thật nhĩ căn. Tiếng không tánh nghe không diệt, tiếng có chẳng phải mới sanh, có không không quan hệ, thường chân thật của nhĩ căn. Dù cho đang say ngủ, vẫn vì ngủ không nghe, tánh nghe ngoài suy nghĩ, thân ý chẳng so bằng. Hiện tại cõi Ta Bà thanh luận được biểu dương, mê muội đối với tánh nghe, bị thanh trần cuốn theo dòng lưu chuyển. Dùng tánh nghe trú trì Phật Pháp, hãy tự mình nghe lấy tánh nghe, xoay cái nghe thoát khỏi thanh trần. Tánh nghe ấy là tánh nghe thường trú. Một căn đã xoay về bản tánh, thì năm căn sẽ được giải thoát theo. Sắc thanh trần như bệnh lòa huyễn hóa, ba cõi giường hoa đốm trong không, xoay tánh nghe là trừ hết bệnh lòa, trần tưởng diệt, giác tâm hiển hiện. Tột thanh tịnh trí quan thông suốt, tịch như mặt trời chiếu tở thái dương, khoai nhìn xem hiện tượng thế gian, như Phật sắc chim bao chẳng khác. Ma đăng già há không là mộng huyễn, thì còn ai quyến rũ hỡi A Nan. Như các huyễn sư khéo tạo hình người, giỏi trang điểm làm ra trai hay gái. Dù các căn có cử động rung rinh, do cái mái giật chây điều khiển, động cơ nghĩ tứ chi người tê liệt, trò múa men đến lúc trở thành không. Tư duy kỹ sáu căn người cũng thế, phát xuất từ một thể tánh tịnh minh, chia ra thành sáu thứ hợp hòa, một đã tịch thì sáu căn đều thanh tịnh. Trần cấu còn thì gọi là học vị, giác tột cùng thì gọi đó Như Lai. Hỡi A Nan và đại chúng hiện tiền, hãy chỉ tức nghe thanh trần điên đảo. Xoay tánh nghe, nghe tự tánh của mình, nghe tự tánh là thành vô thượng giác. Xin đảnh lễ Như Lai tàn tánh, gia bị cho mạt thế chúng sanh. Đủ khả năng làm chủ lấy nhĩ căn, giàu nghị lực, sống với viên thông thường ba chơn thật tánh. Sự chuyển biến tốt sau khi nghe và nhận thức tính ưu việt của nhĩ căn. Ông A Nan và đại chúng được sự hướng dẫn rõ ràng của Bồ Tát Văn Thù, mọi người cảm thấy kinh an sảng khoái, tâm trí sáng bừng, nhận thức rõ rằng Bồ Đề Niết Bàn Phật là gia bảo chung của tất cả chúng sanh, mọi người đều có quyền thừa hưởng. Từ lâu mình tự bỏ cha bỏ nhà đi hoang,
biến mình thành những kẻ lạc loài cùng khổ, xa quê hương, rời nguyên quán, đánh mất gia tài cự phú vô tận của cha ông. Nay đại chúng nhận rõ rằng dù họ chưa về, nhưng đã biết đường về và tin ở khả năng trở về của họ. Họ xác định rõ cái quyền thừa hưởng của họ đối với sự nghiệp vĩ đại của ông cha mình. Hàng hữu học vô học nhị thừa, hàng sơ phát tâm Bồ Tát đông như số cát 10 sông Hằng, xa lìa trần cấu được pháp thân thanh tịnh, vô lượng chúng sanh phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trực chỉ, chúng ta đã biết 25 vị đại đệ tử của Phật đều tu chứng viên thông dựa trên cơ sở trần căn thức đại. Qua nhãn quan của bậc đại trí ở đoạn kinh này, Bồ Tát Văn Thù phân tách rõ chỗ ưu khuyết của 25 dữ kiện. Nhìn bên bản thể trần căn thức đại vốn là hiện tượng biểu hiện tự Như Lai tàn, tự tướng của chúng không có cái nào làm nên tội lỗi và cũng không có món nào là nguyên nhân của tội lỗi. Tuy nhiên, đứng bên hiện tượng mà nhìn thì mỗi mỗi khác nhau, sự tác động qua lại của căn trần thức không đồng, công dụng biểu hiện có hơn kém, thì sự phản vọng quy chân có ưu khuyết là lẽ đương nhiên vậy. Nói một cách khác, Bồ Tát Văn Thù phê phán là đứng bên phương diện tục đế để mà tỷ giáo chọn lấy có tối ưu. Nếu đứng bên chân đế mà nhìn thì một là tất cả là một, không còn có vấn đề hơn kém. Do đó, vấn đề ưu khuyết của tầng căn thức đại vẫn là sự thật có trở ngại trên đường tu chứng viên thông. Tuy nhiên, cái có thể trở ngại, không thích hợp của người này lại là dữ kiện thuận lợi cho một căn cơ khác. Mã tiền thạch tính, ai cũng biết là độc dược, nhưng cũng chính chúng là diệu dược cứu tử bệnh nhân khi sử dụng đúng người, đúng bệnh và đúng liều. Người đọc nghe hãy ý thức rằng sự phê phán của Bồ Tát Văn Thù không phải phê phán để mà phê phán, mà phê phán nhằm để giới thiệu tính ưu việt của nhĩ căn. Ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Phật khai thị về ba môn vô lậu học và bốn điều cơ bản xuất trần. Ba môn vô lậu học. Trước Phật và đại chúng, ông A Nan sửa áo chỉnh tề, chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, tôi nay đã nhận thức rõ pháp môn thành Phật, không còn nghi hoặc. Tôi từng nghe Phật dạy, tự mình chưa được thành Phật mà phát tâm cứu độ chúng sanh, đó là chỗ phát tâm của các bậc Bồ Tát. Tự mình giác ngộ viên mãn rồi giáo hóa khiến cho người khác cũng được giác ngộ, đó là sự ứng thân vị nhân thế của các Như Lai. Tôi tuy chưa giác ngộ hoàn toàn, song tôi nguyện độ chúng sanh đời mạt pháp. Chúng sanh cách Phật ngày xa, tà sư ngụy thuyết càng nhiều. Nếu muốn cho đệ tử Phật được tam ma đề, chánh quán niệm, thì phải học thế nào để khỏi rơi vào ma sự, không thoái thoát bồ đề tâm? Phật bảo: A Nan, lời thưa hỏi của ông có lợi lạc cho chúng sanh hậu thế. A Nan, trong giáo pháp của Như Lai, các ông hãy siêng năng thu nhiếp tâm mình. Người thu nhiếp làm chủ được tâm gọi là người có giới. Nhân nơi giới mà có được định tâm. Nhân nơi định tâm mà phát sanh trí tuệ. Đó là ba môn học làm cho những người phát tâm tu hành không lọt rớt trong lục thú tam đồ. Trực chỉ. Giáo, lý, hành, quả là một quá trình liên tục không thể tách rời trong toàn bộ giáo lý Phật. Từ chương 1 mở đầu cho đến đây, ông A Nan và đại chúng tiếp thu có kết quả tốt. Toàn chúng nhất trí nói lên cảm nghĩ và nhận thức của mình đối với quả Bồ đề Niết bàn vô thượng, rằng đến sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề tinh tấn đi nhanh hay giải đãi lang thang, bằng lòng làm người cùng tử. Còn đường đi và đích đến, đại chúng đã nói lên sự quả quyết rằng đã nắm vững lộ trình.
Đó là kết quả bước đầu của Đức Phật trong sự nghiệp giáo hóa chúng sanh trên chặng đường giáo lý của thời Pháp Thủ Lăng Nghiêm. Ba môn vô lậu học, bốn điều cơ bản, Đức Phật đang dạy và sẽ dạy cho ông A Nan mở đường cho giai đoạn hành quả cuối cùng để đến thành đô Niết Bàn Phật. Giới định tuệ tương quan mật thiết với nhau, ví như bóng đèn, ngọn đèn và ánh sáng của cái đèn dầu. Nhờ bóng mà ngọn đèn đứng yên, nhờ ngọn đèn đứng yên mà tỏa ra ánh sáng. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, đó là nền tảng để xây dựng lâu dài vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong quá trình tu học, lý tuy đốn ngộ, sự nải tiệm trừ. Hiểu thì có thể hiểu nhanh, nhưng hành phải có quá trình tu tập. Ở đoạn kinh này, ông A Nan cầu Phật chỉ dạy phương pháp tu hành, tế độ quần sanh, kiến lập đạo tràng. Càng xác định rõ, hành quả không thể không có giáo lý, và giáo lý không phải để thỏa mãn cho sự hiểu biết suông. Bốn điều cơ bản xuất trần. Thứ nhất, đoạn tâm dâm dục. A Nan, có người thu nhiếp cái tâm thì tâm được thanh tịnh. Phật gọi đó là người có giới. Giới là phương tiện thù thắng ngăn dứt những hậu quả khổ đau. Gốc rễ của khổ đau, dâm dục là một trong những mầm nhân gây ra khổ quả. Ông và chúng sanh tu tập Tam Ma Đề là nhằm xa lánh mọi nghiệp nhân bất thiện để mong ra khỏi trần lao. Nhưng nếu các ông không đoạn tâm dâm thì trần lao không sao ra khỏi được. Dù có thiền định trí tuệ, rốt cuộc cũng lạc vào con đường của ma. Hạng ưu thành ma vương, hạng giữa thành ma dân, hạng thấp thành ma nữ. Các bọn ma kia cũng có đồ chúng và tự xưng mình thành đạo vô thượng. Sau khi tôi diệt độ, có nhiều bọn ma này sôi nổi trong thế gian và ra sức ngợi khen về dâm dục, dụ dỗ người đời sa vào cạm bẫy dâm dục. Họ tự xưng là thiện tri thức, mê hoặc nhiều người sa vào hầm ái kiến, lạc mất nẻo bồ đề, dấn thân mãi vào hang sâu ái dục đen tối khổ đau. A Nan, ông phát tâm muốn cứu thế nên dạy cho những người tu tập pháp Tam Ma Đề đoạn hẳn cái tâm đắm nhiễm dâm dục. Đó là lời dạy chân chính, điều cơ bản thứ nhất của các Như Lai Thế Tôn. Nương đó mà tu tập sẽ được Niết Bàn vô thượng. Nếu nói ngược lại lời dạy của Như Lai, là lời của bọn ma ba tuần, không nên tin mà lầm lạc. Thứ hai, trừ tâm sát sanh. A Nan, sát sanh đoạn mạng người là biểu hiện của tâm hung ác. Muốn tu tập Tam Ma Đề, tạo nhân giải thoát giác ngộ, mà không trừ bỏ tâm sát sanh thì không thể nào ra khỏi trần lao. Dù có tu tập thiền định trí tuệ, mà còn tâm háo sát, rốt cuộc lạc vào thần đạo. Bậc thượng thành đại lực quỷ, bậc trung thành phi hành giả xoa, bậc hạ thành địa hành la sát. Các loài quỷ đó cũng có môn đồ đệ tử và cũng tự xưng là thành đạo vô thượng. Sao Như Lai diệt độ có nhiều quỷ thần loại này xuất hiện sôi nổi trong thế gian? Họ rao giảng cho môn đồ rằng giết hại chúng sanh cũng được đạo bồ đề. A Nan, ông nay phát tâm tế độ chúng sanh, hãy dạy cho những người ham tu tập pháp Tam Ma Đề phải trừ bỏ tâm hung hăng giết hại. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ hai của các Như Lai Thế Tôn. Nếu nói ngược lại lời dạy của Như Lai là lời của ma ba tuần, không nên tin mà lầm lạc. Thứ ba, dứt tâm thâu đạo. A Nan, tất cả chúng sanh trong thế gian, nếu không dứt bỏ tâm trộm cướp, thì dòng sanh tử còn tương tục để trả đền. Những người ham tu tập Tam Ma Đề, nhằm ra khỏi trần lao, dứt dòng sanh tử, cần phải diệt hẳn tâm tham lam trộm cướp. Nếu tâm trộm cướp còn, dù có tu thiền định trí tuệ, thì cũng lạc vào tà đạo. Hạng trên thì thành tinh linh, hạng giữa thành yêu mị, hạng dưới thành người tà đạo bị các loài quỷ dựa vào. Các bọn tà đạo kia cũng có môn đồ đệ tử
và cũng tự xưng mình thành đạo vô thượng. Sao Như Lai diệt độ, trong hậu thế có nhiều yêu mị tà đạo ấy sôi nổi trong thế gian. Chúng gian dối, tự xưng mình là thiện tri thức, là người đã được pháp thượng nhân, lừa gạt những kẻ dễ tin, đe dọa tinh thần, lôi kéo đi theo con đường tín ngưỡng sằng bậy, làm cho một số yếu lòng, lung lai chánh tín đối với đạo vô thượng. Những người tin theo chúng lần lần tài sản hao mòn, gia đình tan nát, vì những lời rao giảng bịp bợm không có chân lý. Chúng mượn cách phục sức của đạo Phật, hình thức dáng vẻ của sa môn, buôn bán danh nghĩa Như Lai, tạo nhiều nghiệp ác. Thứ tư, bỏ tâm vọng ngữ. A Nan, lục thú chúng sanh, giả sử dứt hết được sát sanh, trộm cướp và dâm dục, nhưng nếu mắc phải đại vọng ngữ thì tu tập Tam Ma Đề cũng không thành tựu. Thế nào là đại vọng ngữ? Rằng chưa đạt đạo tự khoe mình đạt đạo, chưa chứng quả tự tuyên bố rằng mình chứng quả. Rằng ta đã thành A-La-Hán là Bồ-Tát, Phật, Như Lai. Những người đáng thương ấy chỉ vì lợi dưỡng, vì sự lễ bái cúng dường của tín thí đàn Việt, họ tự hủy diệt hạt giống Phật, thành nhất xiển đề trong Phật Pháp, sẽ bị chìm đắm mãi trong biển khổ luân hồi không lượng được ngày ra. Như Lai dạy các hàng thanh văn duyên giác Bồ Tát, trong mặt thế tương lai, có thể hiện thân qua các dạng người, hoặc sa môn, bạch y cư sĩ, vua, quan, đồng nam, đồng nữ, quả phụ, dâm nữ, thậm chí hạng người trộm cướp để đồng sự với chúng sanh, để khen ngợi Phật thừa, hướng dẫn những người lầm lạc trở về chánh đạo, thành tựu Tam Ma Đề. Nhưng tuyệt đối không được tự xưng là A-La-Hán, Bồ-Tát, Phật Như Lai. A Nan, ông đã phát tâm vì chúng sanh hậu thế, nên dạy cho những người ham tu tập Tam Ma Đề bỏ dứt tâm đại vọng ngữ. Đó là lời dạy chân chính, là điều cơ bản thứ tư của các Như Lai Thế Tôn. Nếu nói ngược lại lời dạy của Như Lai là lời của Ma Ba Tuần, không nên tin mà lầm lạc. Trực chỉ, bốn điều cơ bản xuất trần. Nói cách khác là bốn trọng giới trong môn giới luật. Trong quá trình thuyết giáo độ sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo lý Ngài dạy gồm trong hai nội dung, tri và hành. Nội dung thứ nhất nhằm đào tạo bồi dưỡng cho con người có nhiều kiến giải để nhận thức chân lý của vũ trụ thiên nhiên. Thành tựu nội dung đó không có cách nào khác hơn là cần phải có trí để tri, để mà tư duy nhận thức. Cho nên, Phật vận dụng nhiều ngôn từ, nhiều thí dụ, nhiều phương tiện trong suốt quá trình giáo hóa độ sanh. Những tư tưởng, ngôn từ, phương tiện đó được ghi chép để lại hậu thế. Người ta gọi đó là kinh tàng. Nội dung thứ hai, nhằm hướng dẫn cho người chịu học theo nền giáo lý Phật, phải thực hiện những điều đã học hỏi, đã nhận thức về chân lý, cần cải tạo đời sống cho sáng sủa hơn, an lành hơn, hạnh phúc hơn, và đỉnh cao của cuộc sống là giác ngộ và giải thoát. Để hiện thực hóa lý tưởng đó, Đức Phật dạy cho các đệ tử về môn giới luật. Thực hiện giới luật tức là pháp hành. Hành theo quy tắc, hành trong khuôn khổ, hành trong giới luật không cho sai phạm những điều Phật đã chế ra, để làm cái hàng rào ngăn cách những hố sâu tội lỗi. Những điều ngăn cấm đó được ghi chép để lại, hậu thế gọi đó là luật tàng. Bốn điều cơ bản xuất trần, phát xuất từ nội dung thứ hai, nó thuộc về giới học, là một trong tam vô lậu học. Giới có giới trọng, giới khinh, nói cách khác là có tánh giới và giá giới. Bốn điều cơ bản này thuộc về tánh giới. Tánh giới là giới trọng. Tánh giới có Phật ra đời hay không có Phật ra đời, Phật chế ra hay không đề cập đến. Nếu một người nào trong xã hội phạm phải những điều đó, thì luật pháp của xã hội cũng kết tội và trừng trị. Phật chế giới dâm là ngăn cấm người xuất gia làm việc dâm dục. Dâm dục và thực dục là hai thứ đam mê làm cho con người đam mê hơn tất cả. Theo Phật học, vì đam mê dâm dục và thực dục
cho nên gọi người đó là người trong cõi dục. Cõi dục mà chưa ra khỏi thì làm sao hy vọng giải thoát giác ngộ của quả vô thượng bồ đề. Cho nên, điều cơ bản thứ nhất Phật dạy đoạn dâm dục và đoạn cả tâm móng khởi đam mê dâm dục. Có vậy, mới có tâm hồn thanh tịnh tu chỉ quán để thành tựu tam ma đề. Sát sanh đoạn mạng là hành động biểu hiện của con người tham sân cực độ. Phật dạy tu tập tam ma đề mong ra khỏi trần lao, phải trừ bỏ tâm tham sát sanh đoạn mạng, đó là chân lý tất nhiên. Trộm cướp là hành động của con người mạt hạng vô lương trong xã hội. Tu cốt để tiến lên thánh quả, đến giải thoát giác ngộ, đến vô thượng bồ đề niết bàn, mà còn trộm cướp hay còn tâm trộm cướp thì quả là điều phi lý, ai cũng biết. Vì nhân quả tương phân rõ ràng như trắng với đen vậy. Vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, gọi chung là vọng ngữ. Người thế gian phạm phải vọng ngữ, luật pháp xã hội quy thành hành động bội tính rồi. Bội tính là một cái tội, luật pháp xã hội không dung tha. Người đệ tử Phật phạm phải thì còn gì để gọi là tu với hành được nữa. Đến như đại vọng ngữ lại còn tệ hại hơn nhiều. Ngoài cái tội vọng ngôn bội tính của xã hội, đại vọng ngữ còn mắc thêm cái tội lạm xưng danh nghĩa Bồ Tát Phật để dối biệt chúng sanh, bán buôn Bồ Tát Phật để làm nghề sanh nhai bất chánh. Nói rút lại, dâm, sát, đạo, vọng là tánh giới, là trọng giới cơ bản trong môn giới luật. Đó là pháp hành, là cụ thể hóa về những nhận thức của tri. Tri hành hợp nhất được biểu hiện qua giáo lý vị tằng hữu thuyết về thiên thủ thiên nhãn của Quán Thế Âm Bồ Tát ở đoạn kinh trước. Hán bộ hết quyển 6. Chương thứ 7. Thứ nhất, Phật khai thị về hiệu năng của mật giáo. Phật dạy: A Nan, người muốn thể nhập tam ma đề chánh quán, tu học pháp môn nhiệm màu cầu đạo Bồ Tát, trước hết cần giữ luật nghi trong như giá, sạch như gương, để chặn đứng những hành động bất thiện của thân khẩu ý tam nghiệp. Và cũng từ đó, lục căn tự tại đối với lục trần, các ma sự không có cơ hội lung lạc hoành hành. Nếu người nặng nhiều bất thiện nghiệp, tập khí khó trừ, thì nên nhất tâm trì tụng thần chú: Vô thượng Phật đảnh quang minh, Maha Tát Đát Đa Bát Đát Ra. Đó là tâm chú vô kiến đảnh tướng của Như Lai, là vô vi tâm Phật. Từ nơi đảnh Phật hiện ra đức hóa Như Lai, ngồi trên hoa sen báo mà nói: A Nan, ông cùng nàng Ma Đăng Già, do nhân duyên nhiều kiếp trước, tập khí ái ân lâu đời còn vương vấn. Xong một phen Như Lai tuyên dương thần chú, thì nàng Ma Đăng Già dứt bỏ ái tâm thành A-La-Hán quả. Vốn là một dâm nữ, căn lành kém ít, thế mà sức thần chú còn giúp cho cô ta chứng quả vô học. Còn bọn ông là hàng thanh văn trong Lăng Nghiêm Hải Hội, có chí cầu tối thượng thừa thì quyết định sẽ thành Phật quả, ví như bụi bặm gặp gió cuốn, những gì vẫn đục sẽ tan biến hết, nào có khó khăn gì. A Nan, đời sau nếu có người muốn kiến lập đạo tràng, chuyên trì thủ Lăng Nghiêm tâm chú, phải cần lấy cho được cái phân của con đại lực Bạch Ngưu ở Tuyết Sơn, đem về hòa trộn với các thứ hương chiên đàn, trầm thủy mà tráng lên mặt đất để làm nền. Vì con đại lực Bạch Ngưu này chỉ ăn toàn cỏ thơm non, trong sạch ở Tuyết Sơn, và nó chỉ uống nước trên núi cho nên sạch mịn mà không nhơ nhốt như những con trâu bình thường khác. Nếu không tìm được phân đại lực Bạch Ngưu ở núi Tiết Sơn, có thể tạm lấy đất ở Bình Nguyên, nhưng phải đào bỏ lớp đất mặt xuống sâu 5 mét. Chọn lấy đất vàng thật sạch đem về hòa trộn với 10 thứ bột hương, chiên đàn, trầm thủy, tô hộp, huân lục, uất kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, tô trên mặt đất làm nền. Kiến thiết đạo tràng theo hình bát giác, rộng 6 mét lọt lòng, 8 phía vách bên trong mỗi vách treo một tấm gương lớn, đối diện và phản chiếu lẫn nhau.
Trên nóc đàn cũng treo 8 tấm gương chiếu xuống. Trung tâm đàn xây một trụ cột bát giác cao khoảng 1m65, đường kính chừng 1m5. Mỗi cạnh cũng treo mỗi tấm gương phản chiếu với 8 tấm gương lớn, 8 phía bên ngoài. Trên đầu trụ cột thiết kế một tòa sen to làm bằng vàng, đồng, bạc hoặc gỗ sơn thết như hoa sen thật. Giữa đài sen để một cái bát đựng nước mù sương tháng 8 và tùy ý cắm các loại hoa hiện có. Chung quanh trang trí 8 tấm gương tròn, trước mỗi tấm gương có 2 lư hương, cộng có 16 lư hương cả thải. Các lư hương để đốt trầm thủy, chiên đàn để cúng dường Phật và Bồ Tát, nhưng đốt mà không cho thấy lửa. Trong đàn tôn trí hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát lồng bóng trong các tấm gương trên dưới 8 hướng, 4 phương, làm cho hình ảnh chư Phật Bồ Tát ảnh hiện trùng trùng nhiều lớp. Hành giả ở trong đàn, thân tâm thanh tịnh, chí thành lễ bái danh hiệu Phật Bồ Tát trong 10 phương. Ngày đêm 6 thời đi kinh hành, trì thủ lăng nghiêm tâm chú 108 biến mỗi thời. Nhiếp tâm tinh tấn, hành trì từ 1 thất, 2 thất, 3 thất cho đến 7 thất hoặc 100 ngày. Những người căn tánh nhanh nhẹn có thể ngay nơi đạo tràng được quả Tu Đà Hoàng và tự biết mình sẽ thành Phật. Thực chỉ kiến lập đạo tràng, điều đó đủ nói lên rằng pháp môn đó chỉ là một pháp môn phương tiện. Hình thức đạo tràng được kiến tạo theo như một cái đàn bát giác, rồi thiết kế đài sen, rồi tôn trí tượng chư Phật chư Bồ Tát, chân hoa đẹp đốt hương thơm, cúng bánh ngon mật ngọt, nào những tấm gương lồng bóng làm cho Phật và Bồ Tát xuất hiện trùng trùng. Tất cả đều là thứ đạo tràng phương tiện. Đạo tràng để nhất nghĩa, ta hãy nghe Bồ Tát Duy Ma Cật nói. Trực tâm là đạo tràng, không có các điều hư dối. Phát hạnh là đạo tràng, làm tất cả điều thiện. Thâm tâm là đạo tràng, chân thành trên con đường đạo. Bồ đề tâm là đạo tràng, nhận thức chân lý không sai lầm. Bố thí là đạo tràng, xứng tánh mà làm không mong cầu phước báo. Trì giới là đạo tràng, nguyện lành được đầy đủ. Nhẫn nhục là đạo tràng, đối với chúng sanh tâm không chướng ngại. Tinh tấn là đạo tràng, không biến trễ trên con đường Bồ đề. Thiền định là đạo tràng, tâm nhu thuận và an ổn. Trí tuệ là đạo tràng, nhận thức rõ thực tướng của các pháp. Từ là đạo tràng, đồng sự với chúng sanh. Bi là đạo tràng, nhẫn chịu các sự khó nhọc vì chúng sanh. Hỷ là đạo tràng, ưa thích và vui mừng được sống trong chánh pháp. Xả là đạo tràng, dứt sạch hết tâm thương ghét. Thần thông là đạo tràng, thành tựu pháp lục thông. Giải thoát là đạo tràng, chống trái với những tập quán vô minh, đánh đổ hủ tục lạc hậu. Phương tiện là đạo tràng, hay giáo hóa chúng sanh. Tứ nhiếp là đạo tràng, không bỏ một chúng sanh nào. Đa văn là đạo tràng, nghe chánh pháp, hành chánh pháp và truyền bá chánh pháp. Như vậy đó thiện nam tử, Bồ Tát Duy Ma Cật nói với đồng tử Quảng Nghiêm, nếu Bồ Tát theo đúng các pháp ba la mật giáo hóa chúng sanh, thì nhất cử nhất động phải biết đều là từ nơi đạo tràng mà ra, ở nơi chỗ Phật mà đến vậy. Trong đạo Phật, các thiền gia kim cổ thường ví cái tâm giác ngộ của con người như con trâu trắng lớn, còn tâm mê muội chưa tí nào giác ngộ ví như con trâu đen. Người tu hành thường xuyên canh giữ cái tâm tạp vọng loạn tưởng như canh giữ con trâu đen chưa thuần nết. Ngày con trâu trở thành toàn trắng, đó là nói lên cái kết quả của quá trình cải tạo chuyển hóa cái tâm đến hồi nhu nhuyễn thuần thiện. Hành giả hãy lấy cái tâm thuần thiện nhu nhuyễn đó làm nền tảng mà kiến lập đạo tràng. Hãy luôn luôn soi xét về thân, về khẩu, về ý của mình qua những tấm gương lòng trong sáng. Qua lớp lớp chiếu soi và chợt thấy rằng hình ảnh của chư Phật, chư Bồ Tát,
và hình ảnh của chính mình giao hiệp với nhau trùng trùng trong một bầu pháp giới nhất chân không ranh giới. Cho nên, đừng cầu khẩn thương tình, đừng quỳ lụy van xin với Phật, với Bồ Tát ở một thế giới xa xăm nào là luống công vô ích. Trầm thủy chiên đàn, cam tùng kê thiệt linh lăng vân vân, dù có thơm tho đến cỡ nào, Như Lai há chẳng biết đó là vật hữu vi, như mộng, huyễn, bào ảnh hay sao? Chỉ có giới định tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến mới là thứ hương cúng dường Phật và Bồ Tát có chân giá trị. Bánh ngon, hoa đẹp, chân dọn lên cúng Phật cũng chỉ là cách nói, phổ vị thế giới tất đàn. Nếu ai có làm theo thì cũng biểu hiện được một tấm lòng tôn kính. Con số 108 là con số tiêu biểu phiền não nghiệp của chúng sanh mê vốn có. Lục trần, sắc, thanh, hương vị, xúc pháp khả dĩ tạo thành ba bậc nhiễm ô. Bậc một, nó làm cho con người đam mê đến độ không còn lý trí. Bậc hai, nó đáp ứng cho con người sự đắc ý vui lòng. Bậc ba, những thứ làm cho con người sanh ghét, chê, cần khử trừ triệt hạ. Vì vậy, khi sáu căn tác động vào sáu trần, có khả năng sanh ra 36 món nhiễm ô. 36 món nhiễm ô này xuất hiện trong ba thời, đã, đang và sẽ. Đó là hệ quả của con số 108 được đặt ra. Ngày đêm sáu thời, mỗi thời trì tụng 108 biến, nhằm nhắc nhở với mọi người, lòng hãy dặn lòng rằng, trì chú, cốt yếu để hóa giải những phiền não chướng có thể xảy đến, thông qua sáu căn sáu trần và sáu thức của chính ta đó. Vì thế, không nhất thiết khư khư với con số 108 biến rồi thôi, mà trì càng nhiều, càng liên tục, càng chiếm lĩnh thì giờ rảnh rỗi của những tạp tưởng mông lung, càng tỏ rõ sức tinh tấn kiên trì, thì hiệu lực tam mật tương ưng càng nhanh chóng. Đó là sự thành công có hiệu quả, là đỉnh cao của pháp môn mật giáo được đánh giá trên tam mật tương ưng vậy. Thứ hai, Phật tuyên nói thủ lăng nghiêm tâm chú. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tự nơi nhục kế phóng ra hào quang bách bảo. Hào quang này hiện ra hoa sen báo ngàn cảnh. Có Đức hóa thân Như Lai ngồi trên hoa sen. Trên đỉnh đầu Như Lai phóng ra 10 đạo hào quang bách bảo. Trong mỗi mỗi hào quang đều hiện ra những vị thần kim cang mật tích, số lượng bằng 10 số cát sông Hằng. Ông cầm chài, vị vác núi đầy khắp cõi hư không. Đại chúng ngước xem vừa kính yêu vừa lo sợ, cầu Phật thương xót chở che và đồng nhất tâm lắng nghe Đức phóng quang Như Lai nơi vô kiếm đảnh tướng của Phật tuyên nói thần chú. 1. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa. 2. Tát Đắc Tha Phật Đà Cu Chi Sắc Ni Sam. 3. Nam mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Tát Tha Bệ Tệ. 4. Nam mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đà Câu Chi Nẵm. 5. Ta Sa Ra Bà Ca Tăng Già Nẵm. 6. Nam mô Lô Kê A La Hán Đa Nẵm. 7. Nam mô Tô Lô Đa Ba Na Nẵm. 8. Nam mô Ta Yết Rị Đà Già Di Nẵm. 9. Nam mô Lô Kê Tam Miệu Già Đa Nẵm. 10. Tam Miệu Già Ba Ra Để Ba Gia Na Nẵm. 11. Nam mô Đề Bà Ly Sắc Noãn. 12. Nam mô Tất Đà Gia Tỳ Địa Gia Đà Ra Ly Sắc Noãn. 13. Xá Ba Nô Yết Ra Ha Ta Ha Ta Ra Ma Tha Nẵm. 14. Nam mô Bạc Ra Ha Ma Nê. 15. Nam mô Nhân Đà Ra Đa. 16. Nam mô Bà Già Bà Đế. 17. Lô Đà Ra Gia. 18. Ô Ma Hát Đế. 19. Ta Hê Dạ Gia. 20. Nam mô Bà Già Bà Đế. 21. Na Ra Giả Noa Gia. 22. Bàn Giá Ma Ha Tam Mộ Đà Ra. 23. Nam mô Tất Hiếu Rị Đa Gia. 24. Nam mô Bà Già Bà Đế. 25. Ma Ha Kara Gia. 26. Địa Rị Bát Lạc Na Già Ra. 27. Tỳ Đà Ba Noa Kara Gia. 28. A Địa Mục Đế. 29. Thi Ma Xá Na Nê Bà Thất Nê. 30. Ma Ha Đắc Rị Già Noa. 31. Nam mô Tất Yết Rị Gia Gia.
32. Nam mô bà già bà đế. 33. Đa tha già đa câu ra gia. 34. Nam mô bắt đầu ma câu ra gia. 35. Nam mô bạc xà ra câu ra gia. 36. Nam mô ni câu ra gia. 37. Nam mô già xà câu ra gia. 38. Nam mô bà già bà đế. 39. Đế rị trà du ra tây na. 40. Barahara Nora xà gia. 419. Đắc Việt tha. 420. Án. 421. A na lệ. 422. Tỳ xá đề. 423. Bệ ra bạc xa ra đà rị. 424. Bàn đà bàn đà nể. 425. Bạc xà ra bán ni phấn. 426. Hổ hồng độ rô úng phấn. 427. Ta bà ha. A nan, Đức Phật dạy tiếp, đó là những câu tâm chú bí mật nhiệm màu Tát Trát Đa Bát Đát Ra, dịch là đại bạch tán cái của hóa thân từ hào quang trên đảnh của Như Lai. Tâm chú đó sản sanh tất cả chư Phật trong mười phương. Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mười phương Như Lai nắm tâm chú này mà nghiêm trị các ma quân, chế ngự bọn ngoại đạo. Mười phương Như Lai cởi tâm chú này mà ngồi được tòa sen báo, có mặt trong các cõi nhiều như số vi trần. Mười phương Như Lai ngậm tâm chú này mà chuyển bánh xe pháp các cõi nước trong mười phương. Mười phương Như Lai giữ tâm chú này mà trong lúc tu nhân được chư Phật thọ ký. Mười phương Như Lai nương tâm chú này mà hóa giải tất cả khổ trong bát nạn tam đồ. Mười phương Như Lai theo tâm chú này mà phụng sự thiện tri thức trong mười phương, cúng dường như ý, được suy tôn là bậc pháp vương. Mười phương Như Lai hành tâm chú này mà thu phục được nhân tâm, khiến cho hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sanh tâm kinh sợ. Mười phương Như Lai tụng tâm chú này mà được thành bậc vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Mười phương Như Lai truyền tâm chú này mà sau khi diệt độ phó chúc Phật pháp cửu trụ và truyền trì giới luật được thanh tịnh. A nan, sự lợi ích của thủ lăng nghiêm tâm chú, nếu Như Lai nói từ sáng đến tối liên tục không ngừng và ngôn từ không trùng điệp, nói mãi nói hoài, trải qua số kiếp như các sông Hằng cũng không sao hết được. Vì vậy chú này được gọi là Như Lai đảnh. Trực chỉ hào quang được tượng trưng cho trí tuệ, cho nên đã là Phật thì Phật nào cũng có hào quang, và kinh điển rải rác đề cập việc Phật sử dụng hào quang. Vì không có hào quang đồng nghĩa với không có trí tuệ, mà không có trí tuệ đồng nghĩa với chưa được bồ đề thì không là Phật được. Lúc âm A Nan sắp sa ngã trước sức cám dỗ của ma đăng già nữ là lúc vô minh phát triển thế lực hoành hành nhằm soi thủng màn đen vô minh, Đức Phật hiện hào quang để nói thần chú. Sự kiện đó có ý ngầm bảo cho đại chúng biết, gặp lúc như vậy cần sử dụng đến trí tuệ. Hãy đem trí tuệ mà công phá vô minh, hãy phóng hào quang để xé tan màn u tối. Thật tánh của vô minh vốn là Phật tánh, cho nên vô minh chỉ là một huyễn pháp. Vì vậy, cho nên Như Lai chỉ cần hiện ra vị huyễn Phật nói huyễn chú là đã diệt được vô minh như huyễn của ông A Nan rồi. Thần Kim Cang Mật Tích đông như số cát của mười sông Hằng bảo hộ thần chú Thủ Lăng Nghiêm. Đó là vận dụng văn tự ngữ ngôn để làm chỗ nương tựa tâm hồn, để an lòng những ai muốn phát tâm tu hành đi theo con đường mật giáo. Chứ sự thật, một chân lý hiển nhiên, người trì chú tu tập Thủ Lăng Nghiêm định thì sẽ tự tại an nhiên bất động, tự hồ như có vô số kim cang thần bảo hộ đầy khắp hư không. Vì các tai họa không có lý do bộc khởi, mọi đau khổ không còn dữ kiện phát sinh. Các bậc tiền bối như Ngài Đơn Hà, Ngài Trường Thủy vân vân cho rằng Thủ Lăng Nghiêm chú chỉ có 8 câu kể từ câu 420 về sau. 421, A Na Lệ 422, Tỳ Xá Đề 423, Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị 424, Bàn Đà Bàn Đà Nể 425, Bạc Xà Ra Bán Ni Phấn 426, Hổ Hồng Độ Rô Hưng Phấn 427, Ta Bà Ha 428.
Còn lại 419 câu về trước được xem là mật ngữ của chư Phật, mỗi chữ mỗi câu hàm nhiều ý nghĩa, cho nên xưa nay vẫn để nguyên âm, các dịch giả không một người nào dịch. Có lẽ đó cũng là cách áp dụng nguyên tắc ngũ chúng bất phiên của ngài Huyền Trang đề xuất. Thứ nhất, trang trọng bất phiên. Thứ hai, đa hàm bất phiên. Thứ ba, bí mật bất phiên. Thứ tư, thuận cổ bất phiên. Thứ năm, thử phương vô bất phiên. Trì Thủ Lăng Nghiêm chú, điều quan trọng là còn phải sống trong môi trường Thủ Lăng Nghiêm định thì hiệu quả giải thoát giác ngộ mới phát huy cao. Nếu xa rời Thủ Lăng Nghiêm định, chỉ chuyên trì tụng bằng âm thanh văn tự, thêm vào đó vọng tâm tham muốn, linh thiên hiệu nghiệm, thì có thể phản tác dụng, gây điều nguy hại không lường trước được. Hành giả nên lưu ý quan tâm. Sự thành tựu hiệu quả lớn lao của Thủ Lăng Nghiêm chú, các đức Như Lai không phải chỉ có tụng. Nói cách khác là đối với Thủ Lăng Nghiêm, ngoài cách tụng, các đức Như Lai còn nhân, nắm, cởi, ngậm, giữ, nương, theo, hành, truyền trong mọi cơ hội, mọi môi trường qua cuộc sống của mình. Do vậy mà Phật nói, các đức Như Lai được vô thượng Bồ Đề và đại Niết Bàn, du hí thần thông tự tại ở khắp mười phương. Thứ ba, sự lợi ích của Thủ Lăng Nghiêm chú với mọi giai tầng xã hội. Phật dạy: A Nan, nay tôi vì ông mà tuyên nói thần chú Thủ Lăng Nghiêm, và cũng nhằm giúp cho thế nhân ở đời sau có thể tu học được nhiều lợi ích. A Nan, chú Thủ Lăng Nghiêm, nếu ai chuyên tâm trì tụng đúng như pháp mà tu hành, thì kết quả thành tựu Thủ Lăng Nghiêm tam muội. Bấy giờ vào lửa, lửa không đốt cháy, vào nước, nước không nhận chìm được, các thứ độc hại không hại được, quỷ thần, tịnh nị, ác ma không khuấy phá được. Những người thiện nam thiện nữ, hoặc biên chép, hoặc đọc tụng, hoặc truyền bá Thủ Lăng Nghiêm chú, sẽ được phước đức vô biên, hiện kiếp không sa đọa vào cảnh nghèo nàn hạ tiện. Những người đó, dù không có cơ hội làm phước, nhưng mười phương Như Lai có bao nhiêu phước đều cho họ hết, và người đó được cùng chư Phật ở chung. Nếu là người nữ, muốn cầu có con trai, sẽ sanh con trai phước đức trí tuệ. Muốn cầu con gái thì được con gái tướng hảo đoan chánh, mọi người kính quý. Cho đến người cầu trường thọ, cầu phước báo, cầu sắc lực mạnh khỏe, cầu được bình an, đều được toại nguyện. Ở một quốc độ chẳng may có nhiều khổ nạn, dịch tễ mất mùa, giặc giả, đao binh, hạn hán, thủy tai, và vua quan cùng dân chúng trong nước một lòng tín kính, biên chép, trì tụng, lễ bái, tôn trọng, đeo mang, truyền bá tu hành, thì thiên long bát bộ, các thiện thần hoan hỷ, khiến mọi khổ nạn vượt qua, mưa thuận gió hòa, chốn chốn thái bình, người người no ấm. Trực chỉ nhằm khuyến khích cho mọi căn cơ, cho nhiều hạng người trong xã hội phát tâm tu học theo kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà Đức Phật vận dụng lối thuyết pháp thế giới tất đàn. Cho nên, đọc đoạn kinh văn trên, nghe qua ai cũng thấy pháp môn tu tập này có đáp ứng nguyện vọng của mình đang mong muốn. Và sự thật, nếu ai đó nghe qua, rồi vì cái lợi trước mắt dựa trên ngôn ngữ văn tự ấy mà tu, thì vẫn có được lợi, nhưng cái lợi đó hẳn không phải là cái lợi cứu cánh lâu dài. Nếu chỉ sao chép, tôn thờ, ấn tống truyền bá, đọc tụng và đeo mang, mà cầu gì được nấy, diệt họa trừ tai cho cá nhân, cho xã hội một cách quá dễ dàng, thì thử hỏi 84.000 pháp môn khác, Đức Phật bỏ cả cuộc đời khổ công dạy bảo để làm gì? Nền giáo lý nhân quả trong nếp sống tu hành của người đệ tử Phật không còn giá trị nữa hay sao? Người học Phật lãm ngũ thời bát giáo để làm kỷ cương kinh luật luận, chiếu thất đại tứ khoa, biết thế nào là khai hợp văn tư tu sẽ được có cái lợi trong sự nhận thức kinh điển như giáo lý của đoạn kinh này. Thứ tư, hỏi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, từ lâu chúng tôi ngu độn,
chỉ ham học rộng nghe nhiều, mà chưa có ý chí mong cầu giải thoát phiền não trần lao, vượt ra hữu lậu. Nhờ lòng từ bi rộng lớn của Phật khai thông giác đạo, chỉ nẻo niết bàn, khiến cho chúng tôi được lợi ích lớn lao. Nay chúng tôi cầu xin Phật chỉ dạy cho chúng tôi về cấp bậc và địa vị trên đường tu chứng. Càng tuệ địa là hạng người như thế nào? Trong 44 tâm, đạo hạnh phải như thế nào thì được gọi là Bồ Tát Đăng Địa? Đẳng giác Bồ Tát là người như thế nào? Thứ năm, Đức Phật chỉ rõ hai nguyên nhân điên đảo vọng chấp về thế giới và chúng sanh trước khi giải đáp về vấn đề địa vị trên đường tu chứng. Đức Phật dạy: A Nan, ông nên biết diệu tánh viên minh rời các danh tướng, xưa nay không có thế giới và chúng sanh. Nhân vọng mà thấy có sanh, nhân sanh mà thấy có diệt. Sanh diệt gọi là vọng, diệt vọng gọi là chân. Đó là hai cách chuyển y thành tựu vô thượng bồ đề và đại niết bàn của chư Phật. A Nan, nay ông muốn tu tam ma đề để thẳng đến niết bàn Phật. Trước hết, ông phải nhận biết rõ hai nguyên nhân điên đảo về thế giới và chúng sanh. Chừng nào hết điên đảo thì ngay nơi đó là tam ma đề vậy. Thế nào là điên đảo về chúng sanh? Này A Nan, tâm chúng sanh bản tánh vốn minh, tánh minh ấy viên mãn khắp cùng, nhân tánh minh ấy mà vọng nhận cho là có tánh. Do đó mà vọng kiến sanh ra, đã có vọng kiến thì những pháp vốn không trở thành pháp có. Những pháp được cho là có, truy tìm nguyên nhân của nó vốn phi nhân. Vì thế, tìm xét nguyên nhân thì hoàn toàn không có gốc nguồn. Tánh vọng kiến năng trụ, tướng cảnh giới sở trụ, cả hai đều là pháp vô trụ. Dựa trên pháp vốn vô trụ ấy mà kiến lập thế giới và chúng sanh. Vì mê không nhận được tánh viên minh vốn sẵn có nên sanh ra hư vọng. Tánh hư vọng không có tự thể, không chỗ gá nương. Do vậy, cho nên móng ý trở về chân làm cho chân hóa ra vọng. Không vọng tức là chân, đừng mong ý trở về hay nguyện ước mong tìm cái chân ở nơi đâu khác. Vì không nhận thức chân lý, cho nên thế giới và chúng sanh vốn không phải sanh cho là thật có sanh, không phải thật trụ cho là trụ, không phải tâm cho là tâm, không phải pháp cho là pháp. Do vậy, vọng kiến ngày một sâu rộng thêm, theo quá trình huân sanh huân trưởng, sanh diệt, diệt sanh biểu hiện qua hành động thân khẩu ý của cuộc sống con người, gọi đó là nghiệp báo. Hễ đồng nghiệp thì cảm hợp nhau, dị nghiệp thì chống trái nhau, thương thì sanh nhau, ghét thì diệt nhau. Do nhận thức sai lầm như thế, nên gọi đó là điên đảo về chúng sanh. Thế nào là điên đảo về thế giới? Này A Nan, đã cho là có pháp sở hữu, có vật chất thì khái niệm kích thước, diện tích, cự ly, quy mô, giả dối sanh ra. Vì vậy khái niệm không gian được thành lập. Do phi nhân làm nhân, cho nên không thật có sở trụ và năng trụ. Vì không có năng trụ, sở trụ, nên mọi hiện tượng luôn luôn trong quá trình vận động, trong tiến trình chuyển biến. Không có sự vật nào đứng yên nguyên trạng của mình. Vì thế mà khái niệm thời gian được thành lập. Bốn phương ba đời hòa hợp tác động lẫn nhau, mà biến hóa, mà hình thành 12 loại chúng sanh trong thế giới. Vì vậy, cho nên, trong thế giới nhân động có thanh có sắc, nhân sắc có hương, nhân hương có xúc, nhân xúc có vị, nhân vị có pháp, sanh khởi hổ tương. Do sáu thứ trần tướng ấy, làm điều kiện mà sanh khởi sáu thứ vọng tưởng, rồi ren kết thành nghiệp chủng của các loài, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 12 loại chúng sanh như vậy. A Nan, do vì trong thế giới có tánh hư vọng, phổ biến và thiên nặng về động, hòa hợp với khí, thành 84.000 loạn tưởng. Thứ bay, thứ lặng, cho nên, có thứ tế bào chủng thuộc loại mầm trứng,
sanh ra các loại cá, chim, rùa, rắn. Noãn sanh, do vì trong thế giới có tánh tập nhiễm phổ biến và thiên nặng về dục, hòa hợp với chất nhuận thành 84.000 loạn tưởng, thuộc giống đứng thẳng, giống xương sống nằm ngang, cho nên có thứ tế bào chủng bọc nước phôi thai, để rồi sanh ra các loại người, súc. Thai sanh, do vì trong thế giới có tánh chấp mắc phổ biến và thiên nặng về cõi, ngũ thú, hòa hợp với khí ấm thành 84.000 loạn tưởng ngửa nghiêng, nên có thứ tế bào chủng, chất thịt ướt sanh ra các loại nhung nhúc cựa quậy, thấp sanh. Do vì trong thế giới có tánh biến dịch phổ biến và thiên nặng về giả, hòa hợp với xúc thành 84.000 loạn tưởng thai cũ đổi mới, cho nên có thứ tế bào chủng chất thịt cứng, sanh ra các loại bò, bay, lột vỏ, thoát xác, hóa sanh. Do vì trong thế giới có tánh lưu ngại phổ biến và thiên nặng về chướng, hòa hợp với dính mắt thành 84.000 loạn tưởng vừa tinh vừa diệu, cho nên có thứ tế bào chủng sắc tướng sanh ra các loại thần, hưu trưng, cửu trưng. Hưu trưng là thiện thần, cửu trưng thuộc ác thần, hữu sắc. Do vì trong thế giới có tánh tiêu tán phổ biến và thiên nặng về hoặc, lầm lẫn, hòa hợp với ám, ngu độn, thành 84.000 loạn tưởng thầm ẩn, cho nên có thứ tế bào chủng vô sắc, sanh ra các loại thần, quỷ, mị, không tán tiêu trầm, vô sắc. Do vì trong thế giới có tánh vọng tượng, phổ biến và thiên nặng về ảnh tượng, hòa hợp với ký ức thành 84.000 loạn tưởng tiềm tàng, cho nên có thứ tế bào chủng hữu tưởng, sanh ra các loại thần quỷ linh ứng, hữu tưởng. Do vì trong thế giới có tánh ngu độn, phổ biến, thiên nặng về si, hòa hợp với ngoan cố, thành 84.000 loạn tưởng khô khan, cho nên có thứ tế bào chủng vô tưởng, hóa thành các loại đất, đá, cây, kim loại, vô tưởng. Do vì trong thế giới có tánh bãi bui phổ biến, thiên nặng về dối trá, hòa hợp với nhiễm, thành 84.000 loạn tưởng, nhân y, cho nên có thứ tế bào chủng, không phải sắc, mà sắc, sanh ra loài thủy mẫu, dùng tôm làm mắt, phi hữu sắc. Do vì trong thế giới có tánh hấp dẫn phổ biến, thiên nặng về tánh, dị tánh tương hấp, đồng tánh tương cự, hòa hợp với chú, chú thuật, thành 84.000 loạn tưởng hú gọi, cho nên có thứ tế bào chủng phi vô sắc, mà vô sắc sanh ra loại trụ ếm bùa chú, phi vô sắc. Do vì trong thế giới có tánh hợp vọng phổ biến, thiên nặng về lừa đảo, hòa hợp với dị, loại khác, thành 84.000 loạn tưởng tráo trở, cho nên có thứ tế bào chủng phi hữu tưởng, mà có tưởng sanh ra loài bồ lô. Loài sanh rồi do một trợ duyên khác để bảo tồn và trưởng thành, chẳng hạn như loài vịt xiêm đẻ ra không ấp, nhờ giống khác ấp trứng để nở con và nuôi dưỡng, giống rùa đẻ trứng lấp đất bỏ đi. Các bản dịch xưa nói bồ lô là con tò vò, không đúng. Tò vò bắt sâu nhốt vào ổ là để làm thức ăn cho con, khi con còn nhỏ chưa bay đi kiếm ăn được, chứ không phải những con sâu đó hóa ra tò vò như người xưa lầm hiểu. Do vì trong thế giới có tánh oán hại phổ biến và thiên nặng về sát, hòa hợp với quái, quái dị, thành 84.000 loạn tưởng ăn thịt cha mẹ, cho nên có thứ tế bào chủng phi vô tưởng, mà vô tưởng sanh ra loài chim thổ kiêu ấp đất cục, chim phá kính ấp trái độc làm con, con lớn lên ăn thịt cha mẹ. A Nan, đó gọi là 12 loại chúng sanh xoay chuyển trôi lăn trong ba cõi. Sự luân hồi lên xuống như vậy chẳng khác nào dụi con mắt thấy hoa đốm, nhiều thứ phát sanh ra. Chân tâm của con người vốn màu nhiệm trong sáng tròn đầy, một khi vô minh điên đảo thì đầy dễ những vọng tưởng rối ren giả dối sanh ra cũng như vậy. Nay ông muốn tu chứng Tam Ma Đề chư Phật,
Như Lai sẽ chỉ dạy cho ông về ba món kiện thứ. Ông hãy y đó mà tu hành để diệt trừ cho hết mọi nguyên nhân điên đảo. Ví như cái bình pha lê muốn đựng cam lồ, thì cần phải rửa sạch hết chất bẩn, chất độc vậy. Trực chỉ. Vấn đề thế giới và chúng sanh, nhìn bên mặt chân thì tất cả là một thể nhiệm màu trong sáng, bình đẳng như như. Nó xa rời tất cả danh tướng xưa nay không có tên gọi. Đề cập đến thế giới và chúng sanh là do con người đã đem cái nhìn chủ quan của mình để nhìn hiện tượng vạn pháp ở mặt sanh diệt của chúng. Do vì vọng kiến cho nên thấy hiện tượng có thật sanh. Đã thấy có thật sanh thì cũng chấp nhận rằng có thật diệt. Thực chất của hiện tượng vạn pháp, sanh không có thật sanh và diệt cũng không có thật diệt, cho nên sanh diệt gọi là vọng. Nhưng vọng không thật vọng, vì vọng không có thật tánh, cho nên mọi chúng sanh đều có khả năng diệt vọng. Diệt hết vọng thì gọi là chơn. Vì vậy chơn không ngoài vọng. Biết vọng không theo vọng, ngay nơi đó đã là chơn rồi. Người học đạo không cầu chơn ở cảnh giới xa xăm nào khác. Hai pháp chuyển y, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đức Thế Tôn ta thực hiện thành công ngay trên cõi đời này mà không tốn một tiếng hơi khẩn nguyện, không phí sức dù một lại để quỳ lại van xin. Đến như Tam Ma Đề cũng chẳng phải là những gì siêu thực viễn vong. Chừng nào điên đảo không sanh thì ngay nơi đó là Tam Ma Đề rồi vậy. Thế là thời gian, giới là không gian. Thấy thế giới là do vọng kiến phân biệt của con người nương gá vào các pháp hiện tượng duyên sanh như huyễn ấy. Đã đánh giá hiện tượng vạn pháp là thật thì cũng chấp nhận kích thước ngắn dài, diện tích rộng hẹp, quy mô cao thấp của vạn pháp là thật. Do vậy mà khái niệm không gian được lập ra. Đã nhận thức rằng hiện tượng vạn pháp là thật thì cũng nhận thức rằng chúng luôn luôn vận động theo quá trình sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, thành trụ hoại không. Do vậy khái niệm thời gian được con người xác lập. Thời gian có ba, không gian có bốn, ba tác động vào bốn. Ba nhân bốn bằng 12. Bốn tác động vào ba. Bốn nhân ba bằng 12. Do vậy Như Lai nói, nhận thức thế giới bên mặt sanh diệt của hiện tượng vạn pháp chỉ là cái nhận thức điên đảo về thế giới mà thôi. 12 loại chúng sanh trong thế giới cũng chỉ là những hiện tượng duyên sanh như huyễn. Duyên thì trùng trùng vô tận, thế giới thì vô thủy vô chung. Hoa đốm trùng điệp trong hư không, đối với người bệnh nhậm mắt họ vẫn thấy là có thật. Hoa đốm sẽ không là gì hết, chừng nào con mắt ai đó trong sáng không còn bệnh nhậm lòa. Chương thứ 8. Thứ nhất, Phật dạy ba món tiệm thứ. Thế nào là ba món tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu trau dồi chánh tánh, ba là tăng tiến ngược dòng hiện nghiệp. Thế nào là trừ các loại trợ nhân? Này A Nan, 12 loại chúng sanh trong thế giới không thể tự toàn thánh thiện, cần phải nương theo bốn cách ăn mà được tồn sinh. Đó là đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Vì vậy Như Lai nói tất cả chúng sanh nhờ ăn mà được sống còn. Đoạn thực là ăn các thứ ngũ cốc, ngũ quả, ăn từng nắm phách, từng miếng, từng cái mà chúng sanh thọ dụng hàng ngày. Xúc thực là nhờ tiếp xúc của căn và trần sanh ra cảm thọ vui buồn như coi hát, xem phim, làm cho con người thấy khỏe khoắn kéo dài sự sống. Tư thực là nhớ nghĩ những điều thích thú đã qua, hy vọng điều toại lòng sắp đến, cũng là cách giúp cho sự sống tồn sinh. Thức thực là ai lại gia thức duy trì dòng sanh mệnh, làm chỗ y chỉ cho tiền thất thức. Chúng sanh các ông đã quay về đạo vô thượng của Như Lai thì hãy khéo léo điều hòa các cách ăn của mình, đừng để rơi vào tủ nhục bê tha, sắc thanh phóng túng, hy vọng đảo điên với một tâm hồn đen tối
trong một thể xác buông trôi trong biển đời ô trược. Hãy chủ động các cách ăn, gọi là tu tập, trừ các trợ nhân. Đó gọi là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là trau dồi chánh tánh? A Nan, hành giả muốn vào Tam Ma Đề, trước hết phải giữ gìn giới luật cho thanh tịnh, phải đoạn tâm dâm và tâm sát. Người tu hành không dứt tâm tham dâm hiếu sát mà mong ra khỏi ba cõi là điều không thể có. Phải giữ tứ trọng và bát khí của thanh văn, tiến lên hành trì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát. Giữ giới dâm được thanh tịnh thì các đức nghiệp nhân sanh nhau, giết nhau ở thế gian. Giữ giới trộm cướp thanh tịnh thì không còn nợ nần vay trả kiếp này kiếp nọ trong lục thú. Thành tựu Tam Ma Đề thì cái nhục thân cha mẹ sanh ra không cần thiên nhãn, tự thấy được thế giới trong mười phương, thấy Phật nghe Pháp, chính mình vâng lãnh thánh chỉ của Phật, được đại thần thông dạo khắp thập phương thế giới. Đó gọi là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là ngược dòng hiện nghiệp? A Nan, người giữ giới cấm thanh tịnh, tâm ý trong sáng, tam nghiệp điều thuận, không rong ruổi theo lục trần và tự biết tánh bản nguyên. Trần chẳng tương duyên thì tâm không bị dính mắc buộc ràng. Đi ngược dòng hiện nghiệp trở về thể tánh tịnh minh, sáu thức trong sáng như pha lê, nhìn cõi nước trong mười phương một màu trong suốt như ngọc lưu ly toàn bích. Có ánh trăng tròn sáng ảnh hiện vào trong. Thân tâm hành giả, bấy giờ khinh an khoan khoái trong thể tánh nhiệm màu, và mười phương Như Lai một thời cùng hiện. Hành giả chứng nhập pháp nhẫn vô sanh. Sự tu tập từ đó dần dần tăng tiến, rồi dựa trên mức độ giải thoát giác ngộ của hành giả mà an lập địa vị thánh hiền. Đó là món tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Trực chỉ, tiệm và đốn là hai thuật ngữ của đạo Phật. Tiệm có nghĩa là dần dần, tu dần dần, học hiểu dần dần, và dần dần chứng đắc từ quả vị thấp đến quả vị cao. Đốn là nhanh chóng, thẳng thắc vượt bậc, như nghe pháp liễu nghĩa đại thừa, liền tỏ ngộ một cách sâu sắc, không bị sự phân vân đấu tranh trong quá trình nhận thức chân lý. Do đó, sự giải thoát giác ngộ vượt bậc không hạn cuộc bởi thời gian và pháp môn tu tập nào. Luận xét về căn cơ của chúng sanh thì có nhiều hạn. Có người chỉ tu tập pháp, tiệm tu tiệm ngộ. Có người thì đốn ngộ nhưng cần phải tiệm tu. Có người thì đốn tu mà tiệm ngộ. Chỉ có hạng đốn ngộ đốn tu là hạng người bạc tục siêu quần vạn trung vô nhất. Cùng mục đích đến mà phương tiện di chuyển khác nhau thì sự hiện diện sau trước khác nhau. Ai đi máy bay thì đến trước, ai sử dụng ô tô thì phải chịu hạng nhì. Cỡi xe gắn máy, thậm chí với người đi bộ, trước sau vẫn đến, nhưng sự có mặt hoàn toàn lệ thuộc với thời gian. Vấn đề đốn tiệm trong việc tu hành, tiến bộ chậm mau, hoàn toàn tùy thuộc vào căn cơ chủng tánh. Phật dạy ba môn tiệm thứ, nhằm mở rộng cửa Niết Bàn, đón nhận hết mọi thứ chủng tánh căn cơ. Địa vị hiền thánh đẳng giác và Phật, cả thải 55 bậc, tiêu chuẩn xét đoán đều căn cứ nơi tâm và hạnh, mà ước định quả vị ở vào thứ bậc nào. Thứ bậc có trên dưới, quả vị có thấp cao, người đệ tử Phật uyên thâm giáo lý hiểu ngay rằng, đó là phương tiện giả lập. Tâm hạnh của người đạt đạo làm sao lấy thước mà đo. Người chứng đắc đạo quả, thấy rằng mình có chứng đắc vốn đã là sai. Nói có địa vị thấp cao, phải hiểu đó là phương tiện của Như Lai vận dụng. Thứ hai, các địa vị trong tiến trình tu chứng. Thứ nhất, địa vị càn tuệ. Phật bảo A Nan, khi có người thiện nam phát ý tu hành, đến giai đoạn ái dục khô cạn, căn cảnh không còn dính mắc nặng sâu, tâm luyến ái được vơi nhẹ. Nhờ vậy, họ thường giữ tâm trụ ở chỗ rỗng không và trong sáng. Họ chỉ sử dụng thuần một mặt lý trí mà quan sát, mà đánh giá nhận thức hiện tượng vạn pháp trong thế giới mười phương. Họ khô cạn hết những tập khí dục nhiễm luyến ái ở cõi đời, nhưng họ chưa tiếp thu được
dòng nước pháp hỷ khinh an của Như Lai. Họ chỉ có một thứ lý trí khô khan, cho nên gọi là càn tuệ địa. Trực chỉ. Dựa trên công dụng chuyển mê khải ngộ của con người, Như Lai phương tiện triển khai các thành vị. Càn tuệ địa nói dễ hiểu là những hạng người tu hành bắt đầu khô khan tình cảm của thế gian. Họ chinh phục và chiến thắng được những dục nhiễm luyến ái của thường tình. Họ bắt đầu sống nghiêng nặng về mặt lý trí trong sáng cứng rắn. Người phát tâm tu hành, công việc đầu tiên phải học tập và tự huấn luyện cho mình sống nhiều lý trí, vì đỉnh cao của lý trí chính là vị càn tuệ này. Con người tâm hồn ướt át, tình cảm rạc rào, mà mong học tu đạo giải thoát, chẳng khác nào đào giếng tìm nguồn nước để uống với một nhát cuốc đầu tiên tung tóe mịt mù cát bụi. Thứ hai, địa vị thập tính, tính tâm. Từ địa vị càn tuệ phát huy tánh nhiệm màu tròn sáng của chân tâm, ức chế các vọng tưởng, hướng tâm vào chân lý trung đạo. Niệm tâm có tính tâm chân chánh, chánh trí phát sanh ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, không còn là những chướng ngại ngăn che, mà còn có thể nhớ lại những việc xa xưa của đời mình trong nhiều kiếp. Tinh tấn tâm, chánh trí ngày càng hiển hiện, tập khí bất thiện vô thỉ bị đồng hóa theo tánh tịnh minh, và giữ vững tánh tịnh minh tiến dần đến chỗ chân tịnh. Tuệ tâm, tâm tánh tịnh minh được liên tục hiện tiền, thường sống và tư duy trong trí tuệ định tâm, duy trì và phát huy trí tuệ đã có, tâm ý an trụ trong cảnh tịch tỉnh và sanh ra một định lực trong sáng. Bất thoái tâm, do định lực phát sanh trí tuệ ngày một tăng tiến mà không có thoái thất. Hộ pháp tâm, định tuệ tự nhiên tăng trưởng theo đà tiên tiến, hành giả giao tiếp từng phần phước, trí hùng lực của thập phương Như Lai. Hồi hướng tâm, thường giác tỉnh trong tánh giác minh, xoay tánh giác minh an trú nơi trí quan Phật, như hai tấm gương đối chiếu, những hình ảnh trong gương y hệt nhau. Giới tâm xoay về an trú nơi trí quan Phật, nhờ vậy tâm càng thêm thanh tịnh, an trụ trong tịch tỉnh vô vi, xa rời những lối sinh hoạt hình thức hữu vi. Nguyện tâm, giới tâm đã tự tại cho nên hành giả có thể vân du khắp cõi nước mười phương tùy nguyện của mình. Thứ ba, địa vị thập trụ. Phát tâm trụ, hành giả vận dụng phương tiện phát khởi mười tâm ở hàng thập tính, cho đến khi tâm tính ấy còn rồng rạc một thể tịnh minh, viên dung thành một chân tâm sáng suốt viên mãn. Trì địa trụ, nương nơi tâm trong sáng đã có trao dồi sửa trị cái tâm hiện tại, khiến cho chân tâm trong sáng càng trong sáng hơn, như khối lưu ly trong suốt và trong đó hiện ra vàng rồng. Tu hành trụ, tâm địa thông suốt, công dụng, nhận thức của sáu căn không còn bị ngăn ngại bởi sáu trần. Tri kiến của hành giả có khả năng vận dụng quan sát khắp mười phương không có gì ngăn ngại. Sanh quý trụ, đạt đến chỗ hạnh đồng như Phật và tiếp thụ từng phần bồ đề niết bàn của Phật, gia nhập dòng dõi của Như Lai, như thân trung ấm tìm cha mẹ âm tính đã thầm giao cảm với nhau rồi. Phương tiện cụ túc trụ, đã vào đạo thai, nhờ sự nuôi dưỡng của giác tánh, ví như bào thai đã thành hình đầy đủ. Chánh tâm trụ, hình dung giống Phật, tâm tưởng cũng như vậy. Bất thoái trụ, thân tâm đều thanh tịnh và sự thanh tịnh ngày một tăng mà không có lui sụp. Đồng chân trụ, mười thân có đủ trong một thời. Pháp vương tử trụ, ví như hình vóc đã trưởng thành ra khỏi bào thai, vì chính mình đã trở thành con của đấng Pháp Vương. Quảng đảnh trụ, ví như vị hoàng tử đã đến tuổi lớn khôn, nhà vua truyền trao quốc sự cho thái tử bằng một nghi lễ, xối nước bốn biển gội đầu. Thứ tư, địa vị thập hạnh. Hoan hỷ hạnh, người thiện nam tử khi đã trở thành Phật tử rồi,
có đầy đủ những đức tánh nhiệm màu của Như Lai, bấy giờ có thể hoan hỷ và tùy thuận tất cả. Nhiêu tích hạnh, người Phật tử khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vô sân hận hạnh, hai hạnh tự giác và giác tha của người Phật tử đồng nhau và không chống trái nhau. Vô tận hạnh, tùy loại chúng sanh mà hiện thân hóa độ, ba đời bình đẳng mười phương thông suốt cho đến cùng tận vị lai. Ly si loạn hạnh, có trí tuệ trong sự nhận thức, các pháp dị hợp thành đồng, pháp Phật nhiều vô lượng, nhận thức không còn sai lầm. Thiện hiện hạnh, các pháp đồng phân giải ra dị, nhiều pháp dị tổng hợp thành đồng. Vô trước hạnh, đồng có thể hiện dị, dị có thể hiện đồng. Mỗi vi trần hiện mười phương thế giới, mỗi thế giới hiện mười phương hư không, hiện vi trần, hiện thế giới, hiện hư không mà không ngăn ngại gì nhau. Tôn trọng hạnh, nhận thức rằng tất cả sự vật hiện tượng trước mắt đều là đệ nhất ba la mật đa. Thiện pháp hạnh, nhận thức mọi hiện tượng vạn pháp viên dung tương tức, tương nhập, và sự nhận thức đó phù hợp thành một quy tắc chung của chư Phật mười phương. Chân thật hạnh, nhận thức rằng tất cả pháp đều là thanh tịnh vô lậu, là vô vi trong pháp giới nhất chân, vì tánh của các pháp vốn là như vậy. Thứ năm, địa vị thập hồi hướng. Cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng sanh tướng hồi hướng. Người Phật tử đầy đủ thần thông thành tựu Phật sự, thân tâm trong sáng, xa lìa các lỗi lầm, bấy giờ ra làm việc độ sanh mà diệt bỏ quan niệm năng độ sở độ, chỉ xoay tâm vô trụ chấp hướng về niết bàn tịch tỉnh. Bất hoại hồi hướng, hành giả có khả năng hoại những thứ cần diệt hoại, có khả năng viễn ly những gì cần viễn ly, năng giữ bản tâm trong sáng của mình. Đẳng nhất thiết Phật hồi hướng, tánh bản giác trong sáng của hành giả hiển hiện như ngang bằng với Phật. Chỉ nhất thiết xứ hồi hướng, phát minh tận cùng cái chân giác tâm địa của hành giả gần như tâm Phật. Vô tận công đức tạng hồi hướng, thế giới và Như Lai trước mắt hành giả chỉ là một, chân lý và chân trí dung hợp nhau không có khoảng cách ngăn sở. Tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng, nhận thức rằng tâm địa Phật và tâm địa của chúng sanh vốn đồng, và trong chỗ đồng phát huy các nhân thanh tịnh riêng khác để thủ đắc niết bàn. Tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sanh hồi hướng, căn bản trí đã hiển lộ, nhận thức rằng chính mình và tất cả chúng sanh đồng một bản thể chân như thanh tịnh. Chân như tướng hồi hướng, nhận thức rằng tất cả là một, một là tất cả, ly nhất thiết tướng mà không ly tướng nào, ly và tức viên dung vô ngại. Vô phược giải thoát hồi hướng, đã thể nhập chân như lý, hành giả tự tại trước mọi hiện tượng vạn pháp trong mười phương. Pháp giới vô lượng hồi hướng, thành tựu viên mãn công đức thanh tịnh trong thể tánh chân như, bấy giờ trước mắt hành giả, pháp giới trở thành nhất chân, quan niệm ranh giới cách ngăn không còn nữa. Thứ sáu, địa vị tứ gia hạnh. A Nan, người đệ tử Phật vượt qua các địa vị hướng, hạnh, trụ, tính và càn tuệ 41 tâm ấy, rồi tiến lên tu tập bốn vị gia hạnh này. Noãn vị, hành giả liên tục phát huy cái tuệ giác Phật làm tâm mình, ví như dùi gỗ lấy lửa để đốt gỗ, lửa sắp phát ra mà chưa phát. Đảnh vị, hành giả lấy tâm mình làm chỗ nương để phát huy tuệ giác Phật, giống như nương mà không phải nương, ví như người leo lên đỉnh núi, thân đã vào hư không, nhưng chân còn bám một tí núi chưa rời khỏi. Nhẫn vị, tâm ta và tâm Phật như nhau, khéo nhận thức lý trung đạo, ví như người biết nhẫn, không phải ôm vào cũng không phải xua ra. Thế đệ nhất vị, tâm hành giả đạt đến chỗ vô sở trụ, diệt hết những phân biệt danh ngôn,
xóa bỏ hết những gì thuộc về lượng số, vấn đề mê, giác, trung đạo đối với hành giả như chẳng còn giá trị gì. Thứ bảy, địa vị thập địa. Phật dạy, A Nan, dựa trên công dụng tu hành, căn cứ thành quả giải thoát giác ngộ, thì quả vị thập địa gồm có những hạng người như sau. Hoan hỷ địa, người đệ tử Phật đối đại bồ đề thông suốt sâu sắc, tuệ giác của họ gần như Phật, có khả năng nhận thức tốt cùng cảnh giới của Phật. Ly cấu địa, tất cả tánh dị biệt của vạn hữu, hành giả nhận thấy là chung cùng. Tánh chung cùng, hành giả không có cái chung cùng chân thật, vì đó chỉ là hợp lại của những tánh dị biệt kia. Phát quang địa, tâm thanh tịnh của hành giả đến độ tột cùng, bấy giờ trí tuệ trong sáng tự nhiên sanh ra mà hành giả không cần khởi công vận dụng. Diêm tuệ địa, trí tuệ sáng suốt tột cùng, hành giả thường sống trong giác tỉnh, trong mọi nơi chốn, mọi thời gian. Nan thắng địa, khái niệm đồng dị, thân sơ, bỉ thử đối với hành giả không còn. Hiện tiền địa, thể tánh tịnh minh vốn có, nay đã hiện bày tỏ rõ, tâm thường trú hiển lộ trong cuộc sống của hành giả thường xuyên. Viễn hành địa, nhận thức rõ tột về bản thể chân như và sống hợp với bản thể chân như ấy. Bất động địa, hành giả thể nhập với bản thể chân như. Thiện tuệ địa, thể nhập bản thể chân như rồi, hành giả vận dụng chân như biểu hiện ra diệu dụng của chân như. Pháp vân địa, hạnh tu tập đã xong, công đức viên mãn, lợi mình và tùy ý làm lợi cho người, ví như bóng mây lành che mát khiến cho chúng sanh vui chơi lặn lội trong biển niết bàn. Thứ tám, quả vị đẳng giác và diệu giác. Này A Nan, Như Lai thì ngược dòng ngoảnh lại, Bồ Tát thì thuận dòng mà tu tập tiến tới. Tuệ giác của hai đường giáp tuyến gặp nhau, ở vào giai đoạn đó gọi là địa vị đẳng giác. A Nan, từ địa vị càn tuệ đến địa vị đẳng giác là 53 địa vị. Tột cùng của địa vị đẳng giác gọi là kim cang tâm. Ngoảnh nhìn lại trên quá trình tu tập từ ban đầu, chẳng giữa, chẳng có chút gì sai khác. Lấy 10 thí dụ làm đối tượng để tư duy quán chiếu. Đến khi chỉ quán, quân bình là tột cùng quả diệu giác viên mãn thành tựu vô thượng bồ đề. A Nan, thành tựu bồ đề niết bàn vô thượng, 10 phương Như Lai cũng dựa vào 3 món tiệm thứ mà tu hành tăng tiến, rồi kéo theo bồi dưỡng và phát huy theo quá trình tiệm tiến, trải qua 55 địa vị ấy mà đến vô thượng bồ đề. Người Phật tử tu học hiểu như thế là đúng chánh pháp, tin hiểu khác đi là người ngoại đạo, tu tập sai lầm sẽ không có ngày thành tựu. Cực chỉ, sao càng tuệ địa tiến lên, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, rồi đẳng giác và diệu giác, 52 địa vị. Diệu giác là vị cao tột, tức là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sự giác ngộ và giải thoát thực ra chẳng có lấy gì để đo chính xác, và cũng chẳng có tên gì để gọi cho đúng đắn được. Tất cả những tên gọi ấy chỉ là những phương tiện giả đặt của Như Lai. Cái danh tiêu biểu phần nào của hạnh, dựa trên hạnh mà giả đặt cái danh. Người tu hành không nên chấp nê quả vị hay khởi ý mong cầu. Người nấu nước chỉ cần đun lửa tốt thì ấm nước tự sôi. Vấn đề độ nóng bao nhiêu chỉ là phương tiện danh ngôn giả lập. Như Lai thì ngược dòng trở lại, từ địa vị giác ngộ chân lý hoàn toàn, vì thương chúng sanh mà sống và sinh hoạt như chúng sanh, để có cơ hội hướng dẫn cải tạo những mê mờ đau khổ của chúng sanh. Còn Bồ Tát thì thuận dòng, từ bể khổ sanh tử vươn lên, phát huy trí tuệ. Càn tuệ địa là điểm khởi hành, trải qua 51 địa vị, đó là thời gian khai thác nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí và tự nhiên trí của mình. Cuối cùng, giao điểm giữa Phật và Bồ Tát gặp nhau ở quả vị được gọi là đẳng giác. Ở vào địa vị đẳng giác,
Bồ Tát có được thứ trí kim cang, dùng trí kim cang chiếu phá sạch những bóng đen sanh tướng vô minh vi tế tối hậu. Sanh tướng vô minh dứt sạch, Bồ đề Niết bàn tự tánh hiện ra. Bồ Tát nhìn lại quá trình tu tập trải qua giống như người vừa tỉnh giấc chiêm bao. Những chuyện khổ, vui, tội, phước, tiêu trưởng, vinh hư là những chuyện của một cơn trường mộng. Đời là diệu dụng biểu hiện từ bản thể chân như. Bồ Tát nhìn hiện tượng vạn hữu có mà không phải có thật, không mà chẳng phải thật không. Tất cả đều như vật sắc trong chiêm bao, như hình ảnh khóc cười trên màn bạc, như trăng đáy nước, như hoa đốm trong hư không, như càn thép bà thành, như bóng trong gương, như mù sương buổi sáng, như điện nhoáng lưng trời, như bong bóng dưới cơn mưa. Nhờ vậy, Bồ Tát tự tại và nhẹ nhàng tiến bước trên con đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Rồi nhìn lại, thì ra chính mình chẳng có được gì. Đáo dĩ hoàng lai vô biệt sự, lô sơn vân vũ chiết giang triều. Thứ ba, kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhiều tên gọi. Đáp lời thứ hỏi của Bồ Tát Văn Thù, Đức Phật dạy, kinh này có thể gọi nhiều tên. Hết cuốn băng thứ năm, xin nghe tiếp cuốn băng thứ sáu.